tóm tắt chương 3. Chương này nói về các Oracle Instant và cấu kiến trúc của Oracle Instant và Oracle Database. Rất nhiều chủ đề sẽ được nói rõ hơn trong chương sau. Nhưng tại điểm này thì kiến trúc chung của Instant bao gồm là kiến trúc dữ liệu chia sẻ và các tiến trình. Còn kiến trúc của Database bao gồm các file ổ đĩa và các phiên làm việc người dùng. Phiên làm việc người dùng thì bao gồm có phiên phía người dùng, tiến trình người dùng, tiến trình của máy chủ. Hai cái đó phải rõ ràng với nhau. 2 phút ghi chú. Liệt kê các thành phần kiến trúc của một Oracle Database bao gồm là một Oracle Server. Oracle Server là một cái instance kết nối tới một database. Một instance là một khối các dữ liệu chia dữ liệu và một khối bộ nhớ chia sẻ và một tập các tiến trình ngầm. Một database là một tập các file trên ổ đĩa. Một phiên làm việc người dùng bao gồm một tiến trình người dùng kết nối tới một tiến trình của server. Đây. Diễn đạt cấu trúc của bộ nhớ. Instant bộ nhớ chia sẻ instant được gọi là System Global Area hay gọi là SGA. Bộ nhớ độc lập riêng biệt của một phiên làm việc gọi là PGA, tức là Program Global Area. SGA bao gồm rất nhiều các cấu trúc con, một do số chúng là bắt buộc phải có như là Data Buffer, Cache, Log Buffer và SharePool. Số còn lại thì không bắt buộc như là Large Pool, Java Pool hoặc là Gem Pool. Kiến trúc của SGA có cho phép việc thay đổi linh hoạt và tự động với một số ngoại lệ của Log Buffer. Mô tả các tiến trình ngầm. Phiên làm việc của server sẽ được chạy, các tiến trình làm việc của server sẽ chạy theo yêu cầu khi mà có người kết nối tới. Các tiến trình ngầm được khởi tạo, khởi chạy khi instance được khởi động và duy trì cho đến khi cái instance được start, được đóng, được tắt. Một số các tiến trình khác có thể được khởi động hoặc là tắt tùy theo ý muốn. Các tiến trình của server đọc dữ liệu database, còn background processes sẽ viết ghi dữ liệu vào database. Một số tiến trình ngầm luôn luôn chạy, cụ thể là SMON, PMON, DBWN, LGWR, CKPT và MNON. Những tiến trình khác sẽ chạy hay không chạy thì phải tùy thuộc vào các tùy chọn mặc chuyện được khởi động, tùy chọn được thiết lập. Giải thích mối quan hệ giữa kiến trúc lưu trữ vật lý và kiến trúc lưu trữ logic. Có 3 kiểu file dữ liệu trong database bao gồm là control file, online redo log file và data file. Control file chứa những thông tin
module file chứa các thông tin để bảo vệ tính toàn vẹn của cơ dữ liệu và các con trỏ đến phần còn lại của database. Online redo log thì lưu trữ những vector thay đổi gần đây. Mình vector này áp dụng vừa trên database. Data file lưu trữ data. External file những sẽ file khác bao gồm là parameter file, password file, archive do log và log and trace file. Cấu trúc lưu trữ logic, phần lưu trữ logic của các segment để được ảo hóa từ dữ liệu vật lý thông qua các table space. Một table space là một không gian bảng có thể bao gồm rất nhiều data file. Một segment bao gồm nhiều extents, và mỗi extent thì bao gồm nhiều oracle block, và mỗi oracle block có thể sẽ bao gồm nhiều khối dữ liệu của hệ điều hành. Một segment có thể có nhiều extent. Các extent này có thể nằm trong nhiều data file.